Hôm nay bạn tham gia cái chương trình làm thực tế neo tại trung tâm Tesco Long Biên đó. Vâng ạ. Từ sáng giờ bạn thấy vui không? Rất là vui ạ. Rất là nhiều người rất là vui ạ. Bạn làm được nhiều mẫu chứ? Dạ, em làm được khoảng xương xương 7-8 mẫu rồi ạ. Rất là nhiều kinh nghiệm giúp cho bản thân khi đi làm neo kiểu như này thì khi mình vừa ra trường thì mình tiếp xúc với các bạn đấy thì mình sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm, sau này mình ra đi làm sẽ dễ hơn cho mình ạ. Từ sáng đến giờ ấy, em làm mẫu nữ nhiều ấy, mình có cảm thấy bị ngại không? Không. Không bị ngại luôn hả? Thế hả? Mọi khi ở lớp bé lẽ nhưng hôm nay đi làm ở ngoài trung tâm thì lại không thấy gì đúng không? Dạ. Em có học được nhiều cái kinh nghiệm khi mà mình đi làm thực tế như này không? Em á, em có đa dạng mẫu hơn. Đa dạng mẫu hơn đúng không? Thế mình có cảm thấy mình tiếp xúc với khách hàng ấy, mình thấy thoải mái hơn đúng không? Tay nghề cảm thấy nâng cao hơn so với việc mình học chỉ có lý thuyết không đúng không? Đúng rồi cô ạ. Thì sáng giờ em làm được tổng cộng 5 người. Các mẫu ở đây thì khách hàng yêu cầu có quá khó với em không? Em thì em thấy là hầu hết đều nằm trong chương trình đã học cô ạ. Chào Kiên. Dạ. Từ sáng đến giờ tham gia cái chương trình làm thực tế tại trung tâm xương hại Tesco thì em có những cái cảm xúc gì với cái chương trình này? Thú vị cô ạ, vui. Được trải nghiệm thực tế, ý là tiếp xúc khách hàng cận kề. Khách làm hôm nay đều làm các mẫu với lại các màu đều trong chương trình học ở trên lớp á. Được cọ sát cụ thể nhất. Đây là một chương trình rất hay của nhà trường, giúp các bạn học viên có những trải nghiệm thực tế thì rất là bổ ích. Thì mình cần phát huy thêm nhiều buổi như thế này nữa. Cảm ơn rất nhiều. Như được cô phân công đi làm thực tế thì em thấy là đi làm thực tế này có rất nhiều cái thú vị. Cái thứ nhất là bọn em cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các bạn cùng đồng nghiệp này. Cái thứ hai là được trải nghiệm, được học hỏi các vấn đề và cũng rút ra được rất nhiều bài học về khi mà bạn làm thực tế các bạn ạ. Em từ sáng giờ em làm ấy, em có kỷ niệm gì vui vui không? Chia sẻ với các bạn nào. Em vui là em làm hình như là hôm nay là em có duyên với Thạch Hồng. Tại vì từ sáng giờ em cứ làm nối tiếp nhau. Sáng thì hai bộ đều là giống nhau, đến chiều ba bộ lại giống nhau. Hôm nay là được vía ưu ái đúng không? Dạ, khách hàng lúc nào yêu thương cái bộ móng như vậy. Các chị các cô gọi là ưu ái là cứ nhìn thấy người trước làm thì người sau lại làm theo bộ như vậy. Nên ra là rất chi là vui.